Chào các bạn, hôm nay tôi kỹ sư Vũ Thảo Nguyên sẽ hướng dẫn cho các bạn về mạch bàn phím giao tiếp giữa bàn phím công tắc của bếp từ với mạch vi xử lý. Cái cấu tạo của cái bàn phím bếp từ này nó gồm cái nút bấm này, đây. Hai cái đèn LED biểu thị trạng thái hoạt động của bếp. Đây, cái đèn LED này. Đèn LED này là thể là hiển thị nhiệt độ, hẹn giờ vân vân. Cái bếp từ này, cái bàn phím của nó mục đích chỉ điều khiển thôi. Tất cả những cái vấn đề gì mà giao tiếp với vi xử lý, người ta sẽ thông qua bốn đường chính. Bốn đường này cực kỳ quan trọng. Đó là đường VCC là đường nguồn dương 5V, GND là âm, và đường data là dữ liệu, đường clock và đường xung nhịp. Bất cứ một thiết bị nào giao tiếp với IC vi xử lý thông thường hãy sử dụng cái phương thức giao thức trên, gọi là truyền thông nối tiếp. Vậy chỉ cần mất một trong bốn đường đó thì bàn phím lại không thể điều khiển được. Cái việc mà giao tiếp giữa cái bàn phím bếp từ này nó hoàn toàn giống như giao tiếp giữa chuột hoặc là bàn phím với máy tính của bạn đang sử dụng vậy. Đây. Thì thông thường những bệnh hư hỏng như tôi đã trình bày ở các phần trước, đó là hỏng cái công tắc này thì không điều khiển được. Nhưng mà khi mà các bạn đo công tắc tất cả thông tốt, không có các điện trở ký sinh ấy, vấn đề các bạn phải quan tâm là cái nguồn 5V này có không. À, nguồn 5V này, cái tụ hóa này. Một số cái bàn phím ấy, như là cái bàn phím của bếp hồng ngoại thì nó có như con tụ gốm. Hay như bếp từ ấy, nó có như con tụ gốm. Như tụ ý mà rò rỉ sẽ gây nhiễu loạn bàn phím. Và lúc đó bàn phím cũng không thể hoạt động được, và thậm chí báo lỗi. Đây là mặt trên của bàn phím nhé, các bạn nhìn nhé. Đây. Bây giờ tôi sẽ chỉnh sang phần mặt dưới của bàn phím. Các cái bếp từ đời cổ ấy, thì họ giao tiếp trực tiếp với IC vi xử lý bằng cái bàn phím ma trận điện trở. Nhưng mà những cái bếp từ đời hiện đại ấy, ở Trung Quốc ấy, giờ tôi nói bếp từ dân dụng Trung Quốc, còn những bếp châu Âu nội khác cái trình bày sau. Đây, nó sử dụng một cái con IC để giao tiếp với vi xử lý. Đó là con IC TM1661628 hoặc SM1628C. Nó còn tương đương với cả cái IC MC2102D trên các cái bo mạch bếp từ của Midea. Một trong những cái hiện tượng mà làm cho bàn phím không điều khiển đó là những cái đường mạch in này bị chuột và côn trùng đái vào gây ra đứt mạch, thì các bạn chỉ cần sử dụng dây đồng nối tắt đây. Đấy. Nếu mà những cái yếu tố mà do côn trùng rồi mạch ẩm mốc, côn trùng làm tổ gây ra chập hoặc đứt những đường dây đấy, thì các bạn chỉ nối lại cho tôi, sau đó sơn ấy, mua những cái sơn thể sơn bóng ấy. Nếu mà không thể mua được cái loại sơn chuyên dụng để phủ mạch ấy, thì các bạn có thể mua sơn bóng A10 để xịt vào thì nó sẽ chống được nước. Sau khi các bạn kiểm tra tất cả những cái yếu tố về đường mạch in này, tốt này, thì các bạn mà không điều khiển được, các bạn thay cho tôi con IC TM1628 này thì mạch sẽ chạy. Ngoài ra các bạn cũng nên lưu ý cái đường bẻ cáp này nhé. Tất cả 50 dây này, tất cả 4 dây quan trọng như tôi nói phải thông với đây. Và phải tiếp xúc tốt với cái bẻ cáp. Nếu mà tiếp xúc không tốt thì cũng dẫn đến cái hiện tượng là điều khiển chập chờn, nó không thể điều khiển được. Và khi mà các bạn sửa chữa ở đây, thì các bạn câu những đường mạch ấy, thì các bạn nên sử dụng sơn cách điện hoặc sơn bóng để xịt vào để đảm bảo tuổi thọ cho mạch. Đấy, tất cả những cái lỗi hư hỏng của mạch bếp từ chỉ vậy thôi. Đây, những cái điện trở không này, nó có thể thay cho dây nối cầu nối, các bạn cũng nên đo thử xem nó có thông mạch không nhé. Nếu mà nó đứt thì nó không thể điều khiển được đâu. Thì trên tôi đã trình bày cho các bạn về những cái vấn đề đó rồi. Và như ngay cả những bệ cáp này, các bạn nên sử dụng kính lúp soi. Nhiều khi những cái mạch này họ sử dụng phương pháp hàn nhúng, hàn sóng, cho nên là nhiều khi nó cũng bị long chân ngầm này. Nhiều khi nhìn bằng mắt thường không tinh ý, không phát hiện được ra. Còn cái việc mà tôi đã nói là cái thay cái IC này ấy, thì nó như nào? Nếu các bạn có máy kho hoặc những dụng cụ để chuyên bóc cái IC này thì nó rất là dễ rồi. Nhưng nếu bạn không có những cái này thì bạn vẫn có thể hàn được, đo một cách này. Các bạn chờ tôi một chút nhé. Các bạn sử dụng cái kìm nhọn này như tôi. Đây, kìm nhọn đây. Bạn cắt cái chân này hết cái hàng chân của IC cho tôi. Đấy.
lúc đó ta sẽ nhấc được cái con IC nhựa màu đen này ra. Chúng ta dùng panh nhé, chúng ta chấm cái mọi đầu mỏ hàn vào đây. Chúng ta gắp cái chân này ra, chúng ta dùng một đoạn dây đồng chấm một chút nhựa thông mà hút sạch cái chân này. Và chúng ta đặt IC mới vào hàn khéo léo là được thôi. Cũng cái này cũng không nhất thiết đòi hỏi bạn phải có máy khò, vì cái khoảng cách chân ở đây nó cho phép bạn khéo tay là có thể làm được. Chúc các bạn thành công.